Cất xe đi, tất cả đi xe máy đi. Thế bây giờ hẹn nhau ở cái chỗ siêu thị đấy nhá. Siêu thị Cốt Mắc ấy. Cái siêu thị ở Mi Bách ấy nhá. Mi Bách là cái chỗ mà ở trên ngay chỗ chỗ đầu dốc ấy không? Đấy, đi trước đi. Mi Bách cái chỗ ngay trên đầu dốc đấy. Cái chỗ mà ghê Mi Bách là chỗ cua cua đấy. Đây đi ăn đây, ăn đi thôi rồi. Ăn ở nhà đúng không? Nhanh, ăn bạn kia bạn đây. Ui thôi đi nhanh, có ăn rồi nóng chết đi được. Mà lấy chìa khóa ăn không? Lấy chìa khóa nhanh. Rồi Hà Ninh và bạn con Si phóng xe đạp đi trước rồi các bạn ạ. Rồi, cái này trời rất là nắng luôn. À, anh với bạn con bạn đội mũ không? Rồi ra phạt tiền đấy. Ra phạt 100 triệu ấy. Rồi, nắng chói mắt luôn. Xong chưa nhân lên? Và bây giờ thì bố mấy cả bạn là Hải An đi xe máy cho nên nhanh, trời nắng quá này, rát rạt luôn. Thì anh lên đi lên. Đấy bây giờ đến đấy sẽ mua mấy quả dưa hấu. À rồi, thế ai là người trả tiền? Bố trả tiền đi lên trên kia lấy tiền đi nhanh ấy, bố quên tiền ví rồi. Ở trong cái ngăn. Cái ngăn kéo tầng 2 đấy, ở trong nhá, kéo sâu ra ở trong ấy, nhớ chưa? Từ chưa xong chưa? Nắng quá phải chèo thủy, cái hộp sữa uống thì uống hết đi, uống thì vứt nó đi đi. Còn mãi. Đi. Nên lên xe nắng quá. Bây giờ cái Hải Ninh nó đến siêu thị rồi chứ. Ôi các bạn ơi, hai bạn bạn con Si và bạn bờ Si đi xe đạp mà đi trước một đoạn một tí thôi mà anh đi xe phóng xe máy mãi mà chả tìm thấy đâu luôn các bạn ạ. Đấy, không biết là đến siêu thị chưa. Xe máy đi nhanh cái này mà không được kịp sao. Hai bố con ra sức để đi đuổi kịp Hải Ninh và con Si nhưng mà vẫn không được kịp các bạn ạ. Thấy chưa? Rồi, vẫn không tìm thấy hai bạn đi đâu các bạn ạ. Rồi, siêu thị kia rồi mà không tìm thấy, chắc là các bạn ấy đến siêu thị rồi đấy. Các bạn ơi, vậy là bị lạc nhau rồi, bây giờ đang hẹn nhau ở một chỗ để đợi, không biết là bạn bớt Si đi ra siêu thị Mỹ Bách mà bạn ấy đi đâu rồi, tìm mãi không thấy luôn, đang đứng đây đợi, chờ đợi các bạn ạ. Xuống đi, ngồi đây đợi, ngồi trên xe làm gì? Được, An vẫn ngồi trên xe kìa. Kia rồi. Wow, hai bạn kia vì đi lên dốc nên phải dốc xe. Đúng rồi, kia rồi. Sang đường đi. Đi cẩn thận vào, xe máy đấy nguy hiểm quá. Thôi. Ở kia, các bạn ơi, cuối cùng đã tìm thấy rồi. Đấy, ôi giời ơi, hai cái xe cần đi xe đạp mà đội mũ bảo hiểm kìa các bạn kìa. Đi thôi, không được kịp, nhanh. Rồi, các bạn thì cũng cảm ơn khi rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Ok, sau khi lạc nhau thì cũng đã tìm được rồi. Ôi, xe đạp vào giấy này à? Không nhận giấy kia. Đi, vào đi. Vào, cho xe vào đây đi. Ok, vậy là tất cả đã tập hợp ở tại siêu thị rồi. Thì bây giờ chúng ta đi lên siêu thị thôi. Để mua mỗi quả dưa và phải lên tận siêu thị các bạn ạ. Cửa này, mở cửa này ra. Đấy, vào siêu thị sẽ mát luôn. Ủa mát đấy. Thôi kệ nó tự đóng à. Rửa sát khuẩn đấy, sát khuẩn tay. Qua sát khuẩn đi. Ok, bán hàng tự động. Cái này là tự động luôn. Phải có người nó mới chạy, còn không có người nó không chạy đâu. Đúng rồi. Lúc vừa mình đứng đấy người ta tưởng nó đứng mình chạy bên đấy rồi. Ok, đi hết này. Đúng rồi anh. Đúng rồi. Hà Ninh có tin là hoa quả ở đây sẽ rẻ hơn không? Ui, phải qua chưa kìa.
Xoài này bao nhiêu tiền? 34.000 đấy, không phải rẻ đâu. 21.000 xoài này, đắt thế. Ta xem dưa hấu này Ninh ơi. Thiều ơi này, chuối chưa to khổng lồ này. Ôi gãy của người ta đã bắt đền đó. Ui của chuối, cho chút. 34.000 luôn ấy. Hả? À? Dưa, dưa vàng. Đi tìm chỗ hấu đi. Ở nhà ở đây có cả, ôi rồi. Ở đây đầy rau này, hạt giống này, đúng không? Có cái gì anh ngô gai này cái gì? 9.000 đồng này. Ờ nhờ, ôi thế mà mình biết mua đây, không mua đây đi. Thế bao nhiêu tiền đấy? 10.000. Nhưng mà bầu này đã đến lúc trồng đâu nhỉ? 10.200. À mua hạt đậu ấy đi, mua hạt đậu nhất đi. Đậu bắp ấy. Đậu bắp. Ờ đúng, ăn giỏi thế. Đúng, ăn biết tìm đến đấy nữa. Ôi đây mình, lần đầu tiên mình biết ở đây là có bán hạt đậu giống đấy mà mình không biết nha. Ít thế Hải Ninh ơi, ít thế có mấy hạt ở trong đấy? Rau đay kìa, có cả rau đay kìa. Có cả cái gì đây? Ô, có cả thuốc này. Thuốc sâu đấy, sạch. Hay. Đây là thuốc này bằng sinh học đây này. Ui giá kìa, giá kìa. Ui giá đỗ này. Cam. Cam thì ăn này đấy làm gì? Có ai trồng cam được? Ta có cái cây ngô à? Rúa không kìa. Cà tím này. Đậu gì đây? Cà tím này. Ớt này. Có cả quả cà này này. Ôi đây bán lắm nhiều loại nhỉ. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì là được tự hoa này. Phải hoa. Cúc đấy, cái cúc đấy. Có cả khổ qua. Em mua khổ qua này trông. Mua đắng đi. Cái gì đây? Đậu cô ve không thích. Đây là rau cải mầm. Ơi cà chua thôi thêm mua hai loại đấy thôi, mua mướp đắng về trồng được đi, mỗi người cầm một gói đi. Đây là cái gì đấy bố không biết, quả này quả gì đâu đây này, đậu rồng cao sản, đậu này đậu, cũng là đậu ấy đi. Ừ đấy đi. Eo sầu riêng này. À ui, to ngon thế, ngon nhỉ? Ngon lắm, quả to khổng lồ này, mua tỏi đi. Hắn nên chọn quả to đây này. Không, lấy hẳn tỏi to này. Cái này thì to này. Ờ, hành lấy nửa cân luôn. Thôi, ở đây bán đồ đồ lạ thôi. Lấy đi, quả chọn nên chọn quả nào mẩy mẩy vào. Ôi không, cho vào trong kia cơ, cho tôi bóng cơ. Tiền của bố thì tiền mẹ đâu mà mắng. Nguyền thuyền. Lấy quả to và lấy được nửa cân. Không biết nửa cân là bao nhiêu à? Quả nào chắc chắc và quả nào mà khô khô này đừng lấy. Đấy là đậu. À đấy là củ đậu. Có đây củ đậu mà. Có ăn không? Có. Nép thùng kẹp bây giờ này, móm này. Nó phải tươi tươi quả này. Đây này quả đấy này. Cái này. Không biết chọn à? Chọn đi. Không biết chọn. Chọn của nào ấy của đấy. Lần sau rút kinh nghiệm. Được. Được, của này anh được, xanh chắc. Thế nào, cú này ở dưới à, con lấy ở dưới à? Lấy trên kìa, trên kia ngon hơn. Con này mép lắm, à được đấy, được. Con nào nó đừng khô á. Được. Thôi thế đi, lấy thêm quả nữa à. Bé, lấy quả to. Đây quả này đi. Ô, quả này sâu, quả sâu. Có sâu không? Con quả này nó thì sâu nè, con bỏ luôn rồi. Không. Quả này đi. Trời ơi, hết rồi chồng. Ôi. Chọn được quả nào nữa à? Hãy nên chọn đi. Hồi nãy tạm quả đấy đi. Ừ, ok đi. Rồi các bạn ơi, mua được tỏi à? Không sao. Đây là rau, có cả rau. Đố Hải Ninh biết rau gì đây? Đây là rau ngổ đấy, rau ngổ ngày xưa ở quê hay đấy. Không, to gì. Ơ, rau này sao đách to chưa? Nhưng mà nó tròn. Đi. Ở đây bán đồ xịt đấy, hôm nào đi siêu thị vào đây mua cũng được. Cân đấy, bỏ lên cân. Nhá, bỏ lên đây. Đấy, bên này. Mấy cân?
4, ôi sao nhiều cân thế, 4 cân 6 à? Hay là chưa được 4 cân 6? Thôi kệ, tẹo người ta cân cho đi. Thế nhiên ạ. À.